Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua giới hạn hàm số. Chúng ta sẽ tìm hiểu về bốn dạng vô định cũng như là cách chúng ta khử dạng vô định như thế nào. Thì những ngày vừa qua, tôi đã làm xong 3 video về giới hạn dãy số. Thì nếu bạn nào chưa xem thì có thể xem lại 3 video này. Chúng ta cũng có thể là click vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất từ tất cả. Chúng ta quay lại bài học ngày hôm nay. Bây giờ thầy sẽ lướt sơ qua các nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Thì đầu tiên, nó chính là các kiến thức cần nắm, giới hạn của hàm số thành bằng điểm, một số cái điểm lưu ý, giới hạn phải, giới hạn trái, giới hạn tại dương vô cùng cũng như là âm vô cùng. Sau đó chúng ta sẽ đi vào dạng đầu tiên, đó là dạng không chia không. Và chúng ta sẽ có một số bài tập, ví dụ như câu 1 đây là hàm đa thức chia đa thức thì chúng ta xử lý như thế nào, có nghiệm chúng ta chia hóc ni như thế nào. Câu số 2 là liên hợp căn bậc 2, liên hợp căn bậc 3. Và câu số 4 là thêm bớt rồi sau đó chúng ta nhân liên hợp. Chúng ta bắt đầu bài học. Thầy sẽ nhắc lại nhanh một số các kiến thức cần nắm. Đầu tiên là giới hạn hàm số tại một điểm. Chúng ta có ví dụ lim x bình cộng 1 khi x tính tới 2, thì thấy ngay giới hạn này khi x tính tới 2 thì x bình cộng 1 nó sẽ tính tới 5. Chúng ta có một số cái chú ý. Chú ý thứ nhất là hàm số có thể có giới hạn tại điểm mà nó không xác định. Ví dụ cái hàm là x bình trừ 1 chia cho x trừ 1 rõ ràng không xác định tại x bằng 1, nhưng khi tính giới hạn thì rõ ràng chúng ta có thể triệt tiêu được x trừ 1, x trừ 1. Cái chú ý thứ hai là hàm đa thức, hàm hữu tỉ, hàm lượng giác và hàm dưới căn, nếu nó xác định trên khoảng AB chứa x 0 thì khi đó lim fx khi x tiến tới x 0 chúng ta chỉ việc thay x0 vào biểu thức là xong. Đây là cái ví dụ 1. Chúng ta chỉ việc thay số 2 vào. Tương tự, ví dụ này, chúng ta chỉ việc thay số 1 vào. Giới hạn trái với giới hạn phải, chúng ta chú ý. Giới hạn phải, lim fx khi x tiến tới x0 cộng. Thì cái việc x tiến tới x0 cộng, chúng ta có thể hiểu đơn giản như thế này. Tức là x nó vẫn tiến tới x0, chỉ có điều nó tiến từ bên phải tiến qua, tức là x nó lớn hơn x0. Tương tự đối với giới hạn trái, x nó vẫn tiến tới x0, chỉ có điều x nó bé hơn x0. Chúng ta có ghi nhớ tồn tại giới hạn fx khi x tiến tới x0 bằng L hữu hạn khi về giới khi giới hạn phải bằng giới hạn trái bằng L. Như vậy, nếu giới hạn phải khác giới hạn trái thì rõ ràng cũng sẽ không tồn tại giới hạn tại điểm x0, hoặc là giới hạn phải bằng giới hạn trái nhưng mà khác L thì cũng không có thể tồn tại như thế này. Thì câu hỏi đặt ra là trong thực tế thì cái giới hạn phải giới hạn trái nó có gì khác hay không, và chúng ta tính toán nó như thế nào. Thì thầy có 3 ví dụ. Những ví dụ này chúng ta nên chú ý vì sau này chúng ta sẽ còn gặp cái dạng là một số chia không. Ví dụ 1, lim 2x bình cộng 1 khi x tiến tới 1 cộng. X tiến tới 1 cộng chúng ta vẫn hiểu là x tiến tới 1, thì khi đó giới hạn này chúng ta vẫn tính như thường, tức là 2 nhân cho 1 bình cộng 1 là 3. Nhưng mà hai ví dụ BC thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì ở ví dụ B, khi chúng ta thay 1 vào thì tử là bằng 3 dương, trong khi mẫu là bằng 0. Như vậy đây nó chính là dạng một số chia không. Thì đối với dạng một số chia không thì chúng ta sẽ xét dấu tử, xét dấu mẫu như sau.
Rõ ràng giới hạn tử là bằng 3 dương. Giới hạn mẫu bằng 0. Nhưng mà đối với dạng một số chữ không thì chúng ta nên làm thêm bước là chúng ta xét dấu tử mẫu. Chúng ta nên dựa vào bảng như sau. Chúng ta có bảng xét dấu. Ở đây chúng ta xét dấu bậc 1. X bằng 1 chính là nghiệm. Phải cùng trái trái. Như vậy, x tiến tới 1 cộng tức là từ bên phải tiến qua thì rõ ràng mẫu chúng ta đạt giá trị dương. Hoặc đơn giản hơn, chúng ta không sử dụng nếu chúng ta không sử dụng bảng xét dấu thì rõ ràng là x tiến tới 1 cộng tức là x nó lớn hơn 1. X lớn hơn 1 thì đương nhiên chúng ta tương đương là x trừ 1 nó phải lớn hơn 0. Tử dương, mẫu dương thì đáp số chúng ta nó sẽ là dương vô cùng. Câu C tương tự, chỉ có điều thầy thay đổi là x tiến tới 1 trừ thì chúng ta có thể là dựa vào bảng xét dấu hoặc chúng ta làm trực tiếp như thế này đều được. X tiến tới 1 trừ tức là từ bên trái tiến qua, rõ ràng thấy ngay x trừ 1 là âm. Tử dương mẫu âm thì đáp số nó là âm vô cùng. Câu B, câu C đây nó chính là cái dạng là một số mà chia cho chứ không. Tiếp theo chúng ta qua giới hạn tại vô cực tức là x tiến tới dương vô cùng hoặc là âm vô cùng. Thì đối với bài toán này chúng ta làm tương tự như bên giới hạn dãy số, tức là chúng ta cũng có hai kiểu làm chính, một là rút, hai là nhân liên hợp. Nhưng có một điều lưu ý như thế này là trị tuyệt đối của x nó bằng x nếu x dương và bằng trừ x nếu x âm. Thì đợt trước khi làm bên giới hạn về dãy số thì thầy có nói là rút n bình ra khỏi căn nó là trị tuyệt đối của n, bởi vì n bên giới hạn dãy số là n tiến tới dương vô cùng nên nó luôn bằng n, nhưng qua hàm số thì khác. Bằng chứng bây giờ thầy sẽ lấy ra hai ví dụ. Fx tương tự nhau, chỉ khác là x tiến tới dương và một cái là x tiến tới âm. Chúng ta bắt đầu. Thầy rút x bình ra khỏi căn bậc 2, nó là trị tuyệt đối của x, bởi vì x dương nên nó còn là x 1 trừ 2 chia x cộng 3 chia cho x bình trừ 2x. Ở dưới mẫu thầy có thể rút x ra ngoài còn lại là 1 cộng bài này chúng ta rút x ra ngoài hoặc là chia tử mẫu cho x thì khi đó chúng ta sẽ được đáp số trên tử còn lại là căn 1 trừ 2 là 1 là trừ 1, dưới mẫu còn lại 1 thì đáp số bài này là trừ 1. Vì sao bài này thầy lựa chọn là chúng ta rút? Bởi vì như bên giới hạn về dãy số, x của chúng ta là cục bậc, nhưng mà khác hệ số thì bài này chúng ta rút ra thoải mái. Nhưng mà qua câu B thì có gì khác hay không?
ít bên rút ra khỏi căn, nó là trì tuyệt đối của ít. Bởi vì ít âm nên nó phải là trừ ít. Thì bài này rút ít ra ngoài, tử mẫu rút gọn, thì khi đó trên tử còn lại là trừ 1, trừ, trừ 2, là trừ 3. Như vậy bài này các số là trừ, trừ 3. Đó là một trong trong số những cái điểm lưu ý. Còn lại khi ý tiến tới dương vô cùng hay là âm vô cùng thì cách làm chúng ta tương tự như là bên giới hạn dãy số. Bây giờ chúng ta đi vào dạng vô định thứ nhất là dạng không chia không. Chúng ta đi vào câu số 1. Đó là hàm đa thức trên đa thức, hay còn gọi là hàm phân thức. Đối với câu số 1 này, hàm đa thức nếu có nghiệm thì chúng ta có chung một cách xử lý. Đó là chúng ta phân tích thành x trừ đi nghiệm nhân cho một biểu thức. Tương tự với mẫu x trừ nghiệm nhân cho một biểu thức. Đây, đây chính là dạng số 1. Thì đối với dạng số 1 này thì chúng ta lưu ý. Đối với cái hàm bậc 2 ax bình cộng bx cộng cộng c bằng 0, nếu nó có hai nghiệm x mũ x 2 thì chúng ta sẽ tách thành, đầu tiên chúng ta đưa hệ số a ra ngoài, x trừ đi nghiệm thứ nhất nhân x trừ đi nghiệm số 2. Còn đối với đa thức bậc 3 hoặc là bậc cao hơn thì chúng ta có thể tiến hành chúng ta chia hóc ngang. Thầy đi vào câu 1A. Việc đầu tiên khi chúng ta đi tính giới hạn, chúng ta phải thế thử cái giá trị này vào biểu thức. Thế 2 lên tử lẫn với mẫu, chúng ta đều thấy đây chính là dạng không chia không. Đối với dạng không chia không đa thức, chúng ta bắt đầu như sau. Trên tử chúng ta bấm máy ra, một trừ năm sáu có nghĩa là 3 là 2. Đầu tiên đưa hệ số a ra ngoài là số 1, chúng ta khỏi ghi, x trừ đi nghiệm thứ nhất nhân x trừ đi nghiệm số 2. Ở dưới mẫu 4 trừ x bình tức là 2 trừ x nhân cho 2 cộng x. Như vậy chính cái chỗ x cộng 2 này làm tử bằng 0 và chính 2 trừ x là cho mẫu bằng 0. Chúng ta rút gọn đi, x trừ 2 2 trừ x triệt tiêu thì còn lại là trừ 1. Như vậy bài này đáp số nó sẽ bằng là 1/4. Thầy lưu ý những bài như thế này là những bài đầu tiên thì chúng ta sẽ làm theo kiểu tự luận thông thường. Chúng ta chưa đề cập đến thủ thuật cũng như là cách chúng ta giải bằng Casio. Tuy rằng những bài như thế này nếu ta sử dụng Casio thì giải rất là nhanh, nhưng mà thầy sẽ chưa đề cập đến các mẹo vặt đó. Chúng ta cứ xử lý một cách thông thường, bởi vì nhiều lúc chúng ta cần như vậy chứ không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng là thủ thuật Casio. Thủ thuật Casio thầy sẽ đề cập ở video sau. Chúng ta tiếp tục vào câu 1B. Câu 1B, thế 1 lên tử, thế 1 xuống mẫu, thì đây là dạng không chia không.
Mẫu thì dễ dàng chúng ta xử lý đó là 1 trừ trừ x, 1 cộng x. Bây giờ tử chúng ta xử lý như thế nào? Bậc 3, nếu bây giờ nó có đầy đủ các nghiệm thì dễ dàng cho chúng ta. Nhưng nếu nó có một nghiệm thì chúng ta cũng phải chia học nè. Ở đây là bậc 3, 1, 5, 4. Các hệ số là 1, 0, trừ 4 và 3. Nghiệm lễ chỉ có một nghiệm đẹp và đây là hai nghiệm lễ. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia học nè. Đa thức có nghiệm là 1 thì nó tách thành là x trừ 1 nhân cho biểu thức. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm biểu thức này. Chúng ta tìm như sau. Chúng ta có sơ đồ thống nghĩa như sau. Ngay tại đây, chúng ta sẽ điền giá trị là nghiệm, nghiệm là số 1. Cái hàng trên này, chúng ta sẽ điền các hệ số ứng với x mũ 3, x mũ 2, x mũ 1 và x mũ 0. X mũ 0 này nó chính là số của chúng ta, đây chính là số trước x mũ 3 là 1, 0, trừ 4 và số 3. Bước thứ nhất, chúng ta hạ giá trị này này xuống là số 1. Sau đó chúng ta chỉ việc là nhân nhân ngang và cộng xéo. Tất cả chúng ta đều nhân ngang và chúng ta cộng xíu lên. 1 nhân 1 là 1, cộng 0 là số 1. Tiếp theo, 1 nhân cho 1 là 1, cộng cho trừ 4 là trừ trừ 3. Tiếp theo, trừ 3 nhân 1 là trừ 3, cộng 3 là 0. Nếu số 1 đây là nghiệm và quá trình chúng ta làm là chính xác thì cái kết quả cuối cùng đây nó phải là 0. Thì ở dưới hàng dưới này đó chính là các hệ số trước x bình, trước x và trước x mũ 0. 1, 1, trừ 3, tức là 1x bình cộng 1x và trừ trừ 3. X bình cộng x trừ trừ 3. X trừ 1 chúng ta rút gọn 1 trừ x còn lại là trừ. Chúng ta thế số 1 vào. Trên tử 2 trừ 3 là trừ 1, trừ là cộng 1, dưới mẫu là 2. Như vậy bài này đáp số là 1 phần 2. Chúng ta chuẩn bị qua câu C. Trước khi qua câu C, thầy cũng nhấn mạnh lại những bài như thế này. Nếu chúng ta sử dụng Casio thì chúng ta sẽ bấm máy một cái đẹp là xong, không mất tới 30 giây. Nhưng mà thầy vẫn muốn chúng ta biết cách làm từ luận để sau này chúng ta ứng dụng vào những bài toán khác nữa. Nên Casio thầy sẽ cũng đề cập, nhưng mà đề cập ở những video sau. Câu 1C này chúng ta cũng tiến hành, chúng ta chia hóc nè là xong. Thầy sẽ để dành cho các bạn tự luyện. Câu số 2, chúng ta bắt đầu qua hàm
căn, và chúng ta nhân liên hợp. Thầy sẽ làm mẫu một câu. Lưu ý, cái công việc đầu tiên chúng ta phải thế 0, thế 2, thế 1 vào cái hàm, xem thử đó là dạng nào, dạng 0 chia 0 hay là dạng 0 chia 1 số thì là dạng số chia số, không qua. Thì nếu ta thế vào, ví dụ giờ thầy sẽ làm mẫu một câu, chẳng hạn như câu B, câu B thế 0 vào, tương tự là 0, nhưng mẫu là 0. Đây là dạng 0 chia 0. Cái mục đích của việc nhân liên hợp đó là chúng ta chuyển về đa thức, và khi chúng ta đã chuyển về đa thức thì khi đó chúng ta tách thành x trừ đi xô, tức là x trừ đi nghiệm, nó dễ dàng hơn. Chúng ta tiến hành như sau. Trên tử căn trừ 1, chúng ta sẽ nhân cho căn cộng 1. Như vậy chúng ta sẽ được là x bình cộng 1 trừ 1. Chúng ta chia cho, ở đây là x bình trừ 2x căn x bình cộng cộng 1, và sau đó là cộng 1. 1 1, chúng ta rút gọn. Thì đây, số 0 là nghiệm của tử cũng như là nghiệm của mẫu. Như vậy chúng ta phải phân tích được là x trừ ngồi để chúng ta rút gọn. Thì ở đây nó chính là x nhân cho x trừ trừ 2, x bình rút gọn x, và bài này đáp số là 0. Tương tự đối với câu 2a và câu 2c. Chúng ta qua câu số 3. Đây là chúng ta nhân liên hợp theo kiểu bậc 3, tức là A trừ B với lại A cộng B. Thì ở video trước thì thầy có nói đây, A trừ B chúng ta sẽ nhân cho A bình cộng AB cộng B bình, mà A cộng B chúng ta sẽ nhân cho A bình trừ AB cộng cho B bình. Video trước là thầy nói về cái cách mà nhân liên hợp trong cái việc là tính giới hạn dãy số. Bây giờ thầy sẽ làm mẫu câu BA. Ở đây chính là A trừ B A trừ B chúng ta sẽ nhân cho A bình cộng AB, tức là cộng tích và cộng B bình. X cộng 5 cho cái bình, đó là căn 3 cộng 2 căn và cộng cho B bình là cộng 4. Trình tự sau khi nhân nó chính là A mũ 3 trừ B mũ 3, tức là X cộng 5 trừ 8. X của chúng ta tiến tới 3. Thì như vậy là ở trên đã xuất hiện là x trừ 3. Thì dưới mẫu x
mũ 3 trừ cho 27 thì đây nó chính là hằng đẳng thức. Thì chúng ta xử lý tiếp như sau. Đây là x trừ 3 nên cho x bình cộng bx cộng 9, tức là x bình cộng 2 lần cộng x và cộng 9. X trừ 3 chúng ta rút gọn thì khi đó công việc của chúng ta chỉ là thay số vào các biểu thức này để chúng ta tính toán ra đáp số. Ở đây thầy bổ sung thêm một câu C chẳng hạn là như là liên x của chúng ta tiến tới trừ 1 chẳng hạn, ở đây chúng ta xem đầu tiên chúng ta cũng thế trừ 1 vào thì chúng ta thấy rằng trừ 1 đơn tử ở đây là trừ 3, trừ 5 là trừ 8, căn bậc 3 của trừ 8 thì nó là trừ 2, trừ 2 cộng 2 là 0, như vậy đây vẫn là dạng 0 chứ 0. Nhưng mà trên tử này chúng ta xem đây chính là A cộng B thì khi đó chúng ta sẽ nhân khác, đây vẫn là dạng 0 chứ 0. Cách làm tương tự như câu B và câu C. Bây giờ thầy qua câu số 4. Nếu chúng ta để ý thì thế 5 đơn tử hay là thế 5 số mẫu thì đều là số 0. Như vậy đây vẫn là dạng 0 chứ 0. Nhưng mà biểu thức như thế này thì chúng ta nhân liên hợp như thế nào? Chúng ta hình dung như sau. Khi thế 5 vào cụm đầu tiên thì đây nó chính là số 1, trừ khi thế 5 vào cái căn thứ hai thì đây nó chính là trừ 3 và phía sau là cộng 2, ở dưới mẫu là 0. Thì căn đầu tiên là 1 và cái căn thứ hai là 3, ở đây là trừ 3. Thì chúng ta chỉ việc đơn giản như sau, chúng ta tách cái con số 2 này ra, nó chính là trừ 1 cộng cộng 3 thì nó chính là bằng bằng 2 này. Như vậy vừa rồi chúng ta đã giải quyết xong. Thì ở đây chúng ta chỉ việc là trừ 1 cộng cộng 3. Thì khi đó căn x trừ 4 chúng ta sẽ kết hợp với trừ 1 để chúng ta nhân liên hợp, và số 3 này chúng ta sẽ kết hợp với căn để nhân liên hợp. Chúng ta tách thành hai giới hạn và giữ lại là dấu cộng. Một cái là căn của x trừ 4 trừ 1 chia cho x trừ 5. Một cái là căn của 3 trừ căn x cộng 4. Chia cho x trừ 5. Ở đây chúng ta không cần phải tách thành hai cái phân thức. Chúng ta nhân liên hợp cũng được. Chỉ đều chúng ta tách ra thì chúng ta sẽ dễ nhìn hơn. Ở đây chúng ta nhân liên hợp bình thường
x trừ 4 trừ 1 đó chính là x trừ 5, thì ở dưới mẫu x trừ 5 nhân cho căn x trừ 4 cộng 1. Cái phía sau ở đây là 9, 9 trừ như vậy nó còn lại là 5 trừ x. Chúng ta còn lại là 3 cộng cho căn x bằng 4. Đương nhiên ở đây là phía trước này nó sẽ có liên x tiến tới 5. X trừ 5, x trừ 5, gọn. Ở đây, 5 trừ x chia cho x trừ 5, còn lại là trừ 1. Bây giờ chúng ta chỉ việc là thay số 5 vào biểu thức, chúng ta tính là xong. Thì tương tự như câu A, bây giờ câu B, thầy sẽ làm lại một lần nữa cái cách chúng ta thêm bớt sao cho đơn giản nhất. Đầu tiên thế số 0 vào phần tử ở đây là căn bậc 2 của 9 là 3 cộng 4. Như vậy đây là ra 7. Chúng ta hình dung ngay chỗ này nó sẽ là 3 cộng ngay chỗ này nó chứa x nó là 4 và trừ cho 7, thì đương nhiên số 3 này chúng ta cần trừ cho 3, số 4 này chúng ta cần trừ cho 4, thì trừ 3 trừ 4 thì nó chính là trừ 7. Trừ 3. Như vậy chúng ta tách thành hai hai cụm để chúng ta nhân liên hợp, và tương tự như câu 4a. Thì vừa rồi thầy đã giới thiệu sơ qua là một số bài toán dạng không chia không, vậy chúng ta đang làm theo kiểu tự luận thông thường để chúng ta nắm được cách làm. Thì ở video sau thầy sẽ thêm một số bài dạng không chia không nữa để chúng ta xử lý, và sau đó chúng ta sẽ đi qua các dạng khác, ví dụ là dạng vô cùng, trừ vô cùng cũng có khá nhiều điểm chúng ta cần phải lưu ý. Dạng số 2, dạng 1, dạng 2, đây là hai dạng cơ bản nhất và thường gặp nhất. Thì các bạn cũng đừng quên là click vào nút đăng ký để khi những video mới thì up lên thì các bạn sẽ được thông báo và xem sớm nhất. Chào tất cả các bạn và các em, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.